Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Học Khám Phá. Các bạn thân mến, khi nhắc tới rắn hay chăn thì rất nhiều người trong số chúng ta đều cảm thấy sợ xanh mắt mèo bởi vẻ ngoài đáng sợ và nguy hiểm của chúng. Không những vậy, do môi trường sống tự nhiên bị thu hẹp mà có rất nhiều những bé nao với kích thước siêu to khổng lồ đã đột nhập vào nhà dân để có thể trú ẩn và tìm kiếm thức ăn. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tới với những pha đối đầu với kẻ săn mồi đáng sợ máu lạnh này được camera ghi lại. Và chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu nhé. Một người đàn ông Úc vừa chia sẻ video quay cảnh con chăn khổng lồ bò lên trên mái nhà của ông. Video cho thấy con chăn dài gần 3 mét bò trên bức tường của một ngôi nhà ở thành phố Gold Coast của nước Úc. Người đàn ông có tên Robbie đang phơi quần áo thì thấy con chăn. Ông nói rằng con chăn đã sống trên mái nhà của ông khoảng 6 tháng. Thi thoảng, nó bò xuống để chào hỏi. Sau khi chứng kiến con chăn bò trên nhà, Robbie đã sốc với tốc độ và khả năng bám dính của nó. Tôi không biết chúng có thể trèo lên nhà như thế. Chỉ 5 phút sau, tôi đã phát hoảng, Robbie nói. Robbie rất mừng vì mình là người phơi quần áo ngày hôm đó. Vì nếu vợ ông thấy điều này, bà sẽ không bao giờ ra ngoài phơi quần áo nữa. Ông ban đầu sợ con chăn, nhưng sau đó nhận ra nó vô hại. Tôi không làm phiền nó và nó cũng không làm phiền tôi, ông nói. Video quay con chăn được chia sẻ trên Reddit với chú thích. Đây là lý do tại sao chúng ta phải đóng tất cả cửa sổ ở Úc, ngay cả trên tầng 2. Chăn ăn trái cấm. Đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội cho thấy người mẫu Orit Fox nổi tiếng với vòng một khủng nhờ bơm silicon ôm một con chăn lớn khi nó đang cuộn quanh chân cô. Nhưng mọi việc đã trở nên tồi tệ khi người mẫu tới từ Israel cố gắng đưa con chăn lên miệng để hôn nó. Hành động này đã khiến con vật khổng lồ cảm thấy khó chịu và tìm cách tấn công cô gái. Con chăn đã lao vào cắn ngực cô người mẫu, khiến cô kêu thét lên và cố gắng kéo con chăn ra khỏi người. Cô gái chỉ được giải cứu sau khi một người đàn ông chạy tới trợ giúp. Cô Fox đã phải tiêm một mũi phòng uốn ván, nhưng con chăn mới là nạn nhân lãnh hậu quả tồi tệ nhất vì nó đã tử vong sau đó do ngộ độc silicone từ ngực người mẫu. Dùng người câu chăn. Dùng người làm mồi câu chăn khổng lồ 6 mét ở châu Phi. Đoạn video đăng tải trên YouTube từ năm 2011, nhưng gần đây được chia sẻ lại khá nhiều. Trong clip, một nhóm đàn ông châu Phi ngồi quanh một miệng hang khá rộng. Một thanh niên tầm 30 tuổi ngồi xuống đất và bôi thứ gì đó như dầu bóng lên chân. Sau đó, anh này dùng vải cuốn chặt quanh chân, màn đi săn chăn khổng lồ chính thức bắt đầu. Mồi câu chăn sau đó sẽ để chân vào miệng hố sâu và nằm đợi. Vài phút trôi qua, người này nét mặt đầy đau đớn nhưng vẫn chịu nằm yên một chỗ. Đồng đội của anh chặt một vài cành cây chèn dưới lưng của người nằm dưới hố. Một lúc sau, nhóm người đi săn bất ngờ sốc nách, kéo thanh niên nằm dưới hố lên. Lúc này, con chăn dài tới 6 mét mới từ từ hiện lên trên khung hình. Mồi câu chăn nét mặt rất đau đớn nhưng vẫn ngoan cường chịu đựng. Một người kéo đưa con chăn ra xa và đưa dao cho người câu chăn. Thanh niên này chọc một cú chí mạng vào cổ chăn và cắt lìa đầu nó. Theo chú thích của YouTube, đoạn video thể hiện cách săn chăn độc đáo chỉ có ở châu Phi. Thay vì dùng các con mồi như thỏ hay chuột, thổ dân châu Phi sử dụng chính chân của mình làm mồi câu. Khi con chăn tấn công chân nạn nhân và cố gắng nuốt chửng, họ sẽ kéo mồi lên và giết con chăn. Cách thức nguy hiểm này đã chứng minh hiệu quả của nó, tuy nhiên rủi ro có thể xảy ra nếu người làm mồi bị rắn độc cắn. Chất dầu bôi trơn trên chân được cho là giảm ma sát khi răng con chăn ngoạm chặt chân nạn nhân. Anaconda khổng lồ. Con anaconda xanh dài hơn 10 mét, nặng 4 tạ được phát hiện bởi những công nhân xây dựng sau vụ nổ nhân tạo tại một cửa hang động ở Altamira, Pará, Brazil. Những công nhân này đã bắt rắn khổng lồ này ngay sau đó. Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy con chăn khổng lồ có đường kính thân lên tới 1 mét. Những công nhân đã dùng dây xích và cần cẩu để nâng nó lên khỏi mặt đất, lộ phần bụng con chăn với các đốm vàng. Nhiều người tỏ ra không hài lòng với việc con chăn khổng lồ bị xích và dường như có thể bị giết thịt thay vì thả nó trở về tự nhiên. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ số phận con anaconda khổng lồ này có bị giết chết hay không. Nhiều người cho rằng nếu con anaconda dài nhất thế giới này bị giết thì thật xấu hổ và đáng tiếc. Kỷ lục thế giới về con rắn dài nhất thế giới hiện đang thuộc về Medusa, một con chăn được nuôi nhốt ở thành phố Kansas, Mỹ với chiều dài gần 8 mét.
trọng lượng của con chăn có thể còn tăng thêm nếu con chăn được ăn món yêu thích của nó như gấu mèo, hươu và lợn. Khi bạn nhìn thấy nó, bạn sẽ bị bất ngờ không chỉ vì kích thước mà còn vì vẻ đẹp của nó, Amber Arnett, người chủ của con chăn nói. Medusa được nuôi nhốt tại một ngôi nhà thuộc thành phố Kansas của Mỹ. Kỷ lục của nó được ghi nhận vào năm 2011 khi người ta tiến hành cân đo nó. Từ đó tới nay, nó ngày một lớn lên nhưng không ai biết chiều dài chính xác của nó vào lúc này. Chăn Anaconda là một chi rắn khổng lồ sống ở lưu vực sông Amazon, Nam Mỹ. Chúng bao gồm các loài màu xanh, màu vàng, đốm trắng và rắn khổng lồ Bolivia. Chăn mò vào nhà dân ăn trộm. Chỉ cần nhắc tới loài rắn hay chăn thì không ít người trong chúng ta phải xanh mắt mèo bởi vẻ ngoài đáng sợ và mức độ nguy hiểm của chúng. Thế mà mới đây, một người đàn ông ở Bình Dương chỉ với tay không đã tóm gọn một con chăn có kích thước khủng, da bóng đen xì sau khi phát hiện con chăn này bò vào nhà dân cắn trộm gà. Đoạn clip ghi lại sự việc được đăng tải trên Facebook khiến nhiều người phải đứng tim sợ hãi. Sự việc được chia sẻ xảy ra tại thị xã Thuận An, Bình Dương vào đêm 22 tháng 9 vừa qua. Theo đó, con chăn này bò vào nhà dân để cắn trộm gà. Nghe tiếng gà kêu nên chủ nhà soi đèn và phát hiện. Con chăn có kích thước rất lớn đang nằm ngang chắn giữa lối đi, chiều dài tới 3 mét, bụng phình to, hai bàn tay đàn ông giữ mới xuể. Đầu con chăn lớn như thế nhưng người đàn ông lại rất chuyên nghiệp, nhẹ nhàng lấy bao tải chụp đầu chăn, sau đó tóm gọn nó vào bao. Trong lúc người đàn ông bắt con chăn có khá nhiều người dân đứng xung quanh, theo dõi và hỗ trợ, một người phụ nữ trong clip lên tiếng. Trời ơi, ông ấy còn nhấc nó lên kìa, con này chắc phải mấy chục ký. Đoạn clip được đăng tải lên Facebook khiến cộng đồng mạng xôn xao. Dù sợ hãi nhưng ai cũng phải tò mò xem đoạn clip tới hết. Nhiều người không khỏi đứng tim trước màn bắt chăn dạn tay của người đàn ông này. Chị MH bình luận, nửa đêm xem clip này muốn xỉu luôn, tôi mà nhìn con chăn này thật, chắc lăn ra đất chết liền, không còn hơi sức đâu mà hô hoán nữa. Chú này chắc là thợ bắt rắn chuyên nghiệp rồi, tay không bắt con chăn to khổng lồ thế mà bình tĩnh như không. May có chú, nếu không gia đình kia không biết phải đuổi con chăn ra sao. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng những gia đình có vườn tùm gần nơi ẩm thấp, sông hồ phải đề phòng thật cẩn thận, tránh sự xâm nhập và tấn công của các loài động vật nguy hiểm như chăn, rắn. Chăn dài 5m nuốt chửng 3 con mèo. Chủ nhà Somsit Sorasom 60 tuổi bị đánh thức bởi tiếng mèo kêu gào vào đêm ngày 24 tháng 6 ở tỉnh Krabi, miền Nam Thái Lan. Sorasom tìm tới nơi phát ra tiếng kêu và rất sợ hãi khi chứng kiến con chăn dài 5,2m đang siết một con trong đàn mèo mướp của ông. Ba con mèo khác đã bị con chăn ăn thịt trước đó và nó đang tìm cách nuốt chửng con thứ tư. Sorasom vội vàng chạy về phòng ngủ đánh thức các con và mang con mèo duy nhất còn sót lại tới nơi an toàn trước khi gọi đội cứu hộ tới. Khi chuyên gia bắt rắn tới nơi, con chăn đã bò đi và nấp trên sàn ngang. Nhân viên cứu hộ chỉ mất 10 phút để tóm gọn con chăn vì nó hầu như không thể phản ứng với chiếc bụng căng phồng. Cả đội quyết định thả con vật ở nơi cách xa ngôi làng để nó tiêu hóa thức ăn. Tôi khá buồn vì 3 trong số 5 con mèo bị chăn nuốt chửng, một con khác chết vì chăn siết. Nhưng rất may là tôi kịp gọi đội cứu hộ tới trước khi con mèo cuối cùng bị hại. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ trông thấy con chăn nào lớn như vậy cả, chủ nhà nói. Chúng mình là Học Khám Phá, nếu như các bạn cảm thấy những thông tin vừa rồi là hữu ích, vậy thì đừng quên like, subscribe kênh của chúng mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.